Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Chủ tịch vào quan hệ ngoại giao. Sáng ngày 22 tháng 5, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam, chấm dứt 2 tháng chức danh này bị bỏ trống. Được biết, Tô Chủ tịch sinh năm 1957, có học hàm giáo sư khoa học an ninh, học vị tiến sĩ luật và bằng cao cấp lý luận chính trị. Vị tân Chủ tịch nước này được đào tạo làm việc trong môi trường an ninh, công an. Điều này khiến cho giáo sư Zachary Abuja từ Hoa Kỳ thắc mắc, một công an chuyên nghiệp hoạch định các chính sách và nhân sự của đảng như thế nào? Có lẽ vị giáo sư này lo xa quá, bởi vì ở Việt Nam, đảng là đỉnh cao trí tuệ, quy luật kinh tế thị trường gì gì đó thì cũng đã có nghị quyết của đảng quyết định. Ngài Tô chỉ việc lôi mớ lý luận chính trị cao cấp của ngài ra là ứng phó được hết. Có thể Tô Chủ tịch của chúng ta sẽ gặp một vài phiền phức bởi ngài chỉ quen ra lệnh, quen đánh đấm, nay phải diện cơm lê, cà vạt, phải thực hành nghi lễ quốc gia, quả là làm khó ngài. Hình ảnh Tô Chủ tịch tuyên thệ nhậm chức. Theo Điều 70 và Điều 88 Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước có vai trò khá quan trọng trong tiếp kiến ngoại giao như tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài, quyết định việc đàm phán, gia nhập, ký hoặc chấm dứt hiệu lực các điều ước quốc tế. Có thể điều này sẽ mang lại cho Tô Chủ tịch của chúng ta một vài rắc rối, bởi không chỉ quen ăn sóng nói gió, cứ nhìn cách ngài há mồm đớp miếng bò giác vàng là biết, mà ngài còn vướng một số vấn đề pháp lý ở châu Âu, thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ. Ngay ngày Tô Chủ tịch nhậm chức, báo chí Đức và Slovakia đã nhắc đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, ngay trung tâm thủ đô Berlin của Liên bang Đức, do ngài trực tiếp chỉ đạo. Báo Slovakia còn nhắc đến vụ ngài lừa chính phủ của họ để mượn phi cơ đưa nạn nhân của vụ bắt cóc ra khỏi vùng Schengen. Dường như bọn tư bản chẳng thèm nể mặt Tô Chủ tịch của chúng ta, thậm chí Slovakia vẫn treo lơ lửng án tù trên đầu ngài. Báo chí quốc tế còn nêu giả thiết cảnh sát Slovakia có bắt giữ ngài không nếu ngài trên cương vị nguyên thủ quốc gia đến thăm Slovakia. Hình ảnh vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mãi mãi là vết nhơ của Tô Chủ tịch. Có lẽ không chỉ riêng Slovakia mà Liên hiệp châu Âu sẽ tiếp đãi ngài như thế nào khi một quốc gia thành viên của họ đã kết án tù đối với ngài. Nguyên thủ quốc gia lại bị một quốc gia khác kết án tù thì quả là bỉ bôi. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến câu kiều mà cụ tổng từng lẫy. Nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên nhắm xuống, người ta trông vào. Có thể thấy, việc Tô Đại Tướng với bề dày thành tích bất hảo như ba vụ bắt cóc xuyên quốc gia, tấn công dân thôn Hoành lúc nửa đêm, bắn chết cụ già Lê Đình Kình, cùng với việc bắt giữ hàng trăm nhà báo, nhà hoạt động, này lại trở thành Tô Chủ tịch, khiến giới chức phương Tây ngán ngẩm. Nhiều chuyên gia nước ngoài đánh giá hình ảnh Tô Chủ tịch sẽ chỉ củng cố thêm ấn tượng về nhà nước công an trị của Việt Nam. Nói huỵch tẹt ra là trong mắt quốc tế, ngài Tô đầy uy quyền của chúng ta chính là một tên tội phạm. Như vậy, với một nền dân chủ và pháp quyền phương Tây thì làm sao có thể làm việc với kẻ tội phạm này? Hình ảnh bộ tứ mới của Việt Nam. Dẫu biết như giới quan sát chính trị đánh giá đảng đang ở thế kẹt, bởi sự nổi loạn của ngài Tô đã khiến bộ chính trị không thể làm gì khác ngoài việc đẩy cho ngài trở thành nguyên thủ quốc gia để vô hiệu hóa ngài. Nhưng ôi, nguyên thủ quốc gia lại rẻ rúng như vậy sao? Nhìn vào danh sách các nước đã gửi điện chúc mừng tân chủ tịch nước của chúng ta mà báo chí loan tải thì thấy đa số đều là các quốc gia độc tài hoặc bán độc tài như Lào, Trung Quốc, Campuchia, Nga, Brunei, Tiểu Vương quốc Ả Rập, Palestine, Sri Lanka, Triều Tiên, Cuba, Venezuela, Mông Cổ, Kuwait, Ấn Độ. Không hoặc chưa thấy các quốc gia dân chủ có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam như Mỹ, Nhật, Úc, Hàn. Hiện vẫn chưa rõ các mối bang giao quốc tế sẽ ảnh hưởng như thế nào từ vai trò của Tô Chủ tịch. Nhưng chỉ riêng việc các tổ chức nhân quyền từng liên tục tố cáo những hành vi vi phạm nhân quyền của Tô Đại Tướng trong quá khứ cùng với vướng mắc pháp lý của ngài với Đức và Slovakia đã là một trở ngại lớn trong quan hệ ngoại giao thời gian tới đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin Tô Chủ tịch và quan hệ ngoại giao. Ai sẽ là Tổng Bí thư Đại hội 14? Ngày 26 tháng 5, báo Tiếng Dân đăng bài bình luận tranh vọng tứ kết của tác giả Lê Minh Nguyên. Thời báo .d trích giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau.
Chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 19 tháng tới, từ bây giờ cho tới Đại hội 14, còn lại 4 người tranh chức Tổng Bí thư, đó là Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Phạm Minh Chính và Lương Cường. Ông Trọng muốn ngồi thêm nhiệm kỳ thứ tư, nhưng lần này ông sẽ gặp nhiều khó khăn hơn lần trước ở Đại hội 13, khi ông phá vỡ luật chơi để ngồi thêm nhiệm kỳ thứ ba. Có ba chướng ngại lớn mà ông phải đương đầu so với lần trước. Thứ nhất là sức khỏe của ông càng ngày càng tệ hơn trước đây, và điều này ai cũng thấy. Thứ hai là các phe nhóm đã chờ đợi 5 năm. Các lãnh tụ của họ đã mỏi mòn và cũng đã lớn tuổi không thể chờ đợi thêm được nữa. Thứ ba là họ không còn tin ông Trọng nữa và có thể ông Trọng phải ở trong tình huống ba chọi một, không chột cũng què. Vì thế, từ nay cho đến tháng 1 năm 2026 có thể có scandal nổ ra cho ông Trọng. Việc ông Trọng tiếp tục ngồi lại chỉ là một sự bất ổn chính trị. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Ông Tô Lâm vừa vào trong tứ trụ, phe công an có 5 người trong bộ chính trị, nhưng họ rời công an đã lâu, không chặt chẽ như ba người bên quân đội. Con đường tiến tới chức Tổng Bí thư của ông tương đối chông chênh bởi vì ông có khá nhiều kẻ thù. Qua việc ông trực tiếp bổ nhiệm lãnh đạo công an tỉnh thành, ông đã có thể xây dựng được thế lực trong bộ công an, nên hồ sơ tham nhũng của các ủy viên ban chấp hành trung ương vẫn còn là một thứ sinh tử phù để họ bỏ phiếu ủng hộ ông, cho dù tân bộ trưởng công an là ai. Nếu không có sức mạnh này thì ông không thắng nổi trong cả ba cơ chế, ban chấp hành trung ương, bộ chính trị và ban bí thư. Hơn nữa, việc tướng công an lên làm tổng bí thư thì chưa có tiền lệ, chỉ có tiền lệ bên phía quân đội qua trường hợp của ông Lê Khả Phiêu. Nếu ông không nắm được bộ công an thì sân sau và hồ sơ đen của ông sẽ bị chiếu tướng. Trong trò chơi quyền lực của Đảng Cộng sản, có hai vũ khí được sử dụng để chiến thắng, đó là vận dụng cương lĩnh nghị quyết và sức mạnh bạo lực. Nhìn qua thế trận thì nếu ông Tô Lâm chơi game cương lĩnh nghị quyết thì chắc chắn ông sẽ thua. Hình ảnh 4 ứng viên cho chức Tổng Bí thư Đại hội 14. Ông Phạm Minh Chính, trước khi sử dụng Hiến pháp 2013 đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Công an của ông Tô Lâm, thì làm kẻ ngồi hàng rào hay tọa sơn quan hổ đấu nên được lợi thế là không có nhiều kẻ thù. Nhưng lưỡi gươm AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn còn treo lơ lửng. Ông Chính được lợi thế là phe của ông Nguyễn Tấn Dũng hậu thuẫn. Ông đang nắm quyền lực số 2 trong tứ trụ, cho nên dù không tranh giành được chức Tổng Bí thư thì cũng có thể thỏa hiệp với một trong ba người còn lại để họ thắng Tổng Bí thư. Ông Lương Cường, đại tướng, hiện là thường trực Ban Bí thư, ông phục vụ về mặt chính trị của Đảng và chưa bị điều tiến gì, do Đảng đang chấp nhận hy sinh sự phát triển kinh tế để giữ vững an ninh đảng trị, nên ông Cường có lợi thế hơn ông Chính. Vì vậy, nếu không có gì xảy ra thì cán cân có chiều hướng nghiêng về phía ông Cường. Ông có thể đi từ thường trực ban bí thư thẳng lên tổng bí thư như tiền lệ đã xảy ra với ông Lê Khả Phiêu. Tuy nhiên, đây chỉ là những ngoại suy từ những gì đã biết được. Đảng đang muốn ổn định chính trị theo nguyên tắc đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý trong bối cảnh nhà nước càng ngày càng bị vuột ra khỏi tầm tay của đảng do sự phát triển của kinh tế. Để đi theo lối mòn cũ, đảng phải cậy dựa vào an ninh và quân đội. Bộ chính trị hiện giờ có 16 người thì hết 8 người, tức là một nửa xuất thân từ phía an ninh quân đội. Phía đại diện cho nhà nước thì hết sức yếu ớt và thiểu số, chỉ chừng 3 người. Với những tiền đề như vậy thì có thể nói ông Lương Cường có lợi thế nhất nếu ông Trọng bước ra khỏi cuộc chơi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Ai sẽ là Tổng Bí thư Đại hội 14. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm D.